Chào mừng các bạn đã quay trở lại với UnJoyce. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loài khủng long thống trị Nam Mỹ vào thời tiền sử. Loài đầu tiên mình muốn nhắc đến là loài khủng long đã gây ra một sự chú ý rất lớn kể từ khi nó được tìm thấy với chiếc móng vuốt dài 30cm của mình. Chúng sống trong kỷ phấn trắng, với chỉ cuối cùng bị tiêu diệt trong sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng cổ cận. Đó là Megaraptor, kẻ ăn thịt thống trị cuối cùng của thời đại khủng long. Nghiên cứu giống loài. Megaraptor là một loài khủng long chân thú sống vào kỷ phấn trắng ở khu vực kệ này là Argentina. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1996 và được tìm thấy ở hệ tầng Patagonian, có niên đại từ khoảng 85 đến 93 triệu năm trước. Ban đầu khi được phát hiện, Megaraptor được xếp vào nhóm Bromeosaur lớn và gần đây nhất, chúng được xếp vào nhánh Megaraptora. Điều khiến Megaraptor trở thành một khám phá thú vị là móng vuốt mở rộng của nó giống như một chiếc liềm khổng lồ. So với các chi khủng long khác đã được nghiên cứu trong hơn một thế kỷ qua, Megaraptor vẫn là một loài tương đối mới trong giới cổ sinh vật học và nó vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu. Ở thời điểm hiện tại, vẫn có một số ý kiến cho rằng nó là loài khủng long ăn thịt cuối cùng tồn tại trước sự kiện xóa sổ của thế giới khủng long. Khi so sánh với các loài khủng long khác như Triceratops, Megaraptor có rất ít mẫu hóa thạch và vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về chi cổ xưa này. Megaraptor là một loài khủng long chân thú được mô tả bằng móng vuốt với tín hiệu và một số mẫu vật được phát hiện, nên nhiều đặc điểm cơ thể của những loài khủng long này vẫn chưa được biết đến. Móng vuốt của Megaraptor là một cách mô tả loài khủng long này. Nó có hình liềm và dài đến 30cm. Những chiếc móng vuốt này thuộc về ngón tay đầu tiên trên bàn tay của nó và có hai móng vuốt khác nhỏ hơn. Nó giống như các loài khủng long chân thú khác đi bằng hai chân, có cái đầu to và đuôi dài để giúp chúng giữ thăng bằng. Chỉ cho đến khi phát hiện ra hóa thạch đầy đủ cánh tay của loài khủng long này, các nhà cổ sinh vật học mới tìm ra đây là loài khủng long nào, nhưng phần lớn bộ xương vẫn còn thiếu trong hồ sơ hóa thạch. Cần có nhiều mẫu vật hóa thạch hoàn chỉnh hơn để hiểu đầy đủ về hình dáng của loài này, và việc sử dụng hóa thạch từ các loài khủng long khác là điều cần thiết để tìm ra hình dáng của Megaraptor. Nơi sống và phân bố. Megaraptor là một loài khủng long sống ở Nam Mỹ trong thời kỳ hậu kỷ phấn trắng và có niên đại từ tầng Turan muộn đến tầng Conax sớm. Loài khủng long này được phát hiện ở hệ tầng Portezuelo ở Argentina và mẫu vật của Megaraptor cực kỳ hiếm. Nam Mỹ trong kỷ phấn trắng được đại diện bởi vùng đông bắc Brazil đến miền nam Patagonia, Argentina và môi trường tương tự như ngày nay. Vào kỷ phấn trắng, Nam Mỹ là một môi trường rất ấm áp và có rất nhiều rừng rậm với những đợt mưa lớn theo mùa. Các hóa thạch ở Nam Mỹ cho thấy một số loài thực vật phát triển trong kỷ phấn trắng, bao gồm dương xỉ nước, hoa sen, cải bắp nước, cây mè, vi tảo xanh và cây cỏ. Megaraptor sống trong môi trường rất ẩm ướt với những khu rừng rậm nhiệt đới. Môi trường nhiệt đới của kỷ phấn trắng ở Nam Mỹ đã thay đổi hoàn toàn sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, để bao gồm một môi trường có tán cây khép kín hơn và nhiều thực vật hạt kín bắt đầu tiến hóa. Hành vi và chế độ ăn. Megaraptor là một loài khủng long ăn thịt chuyên săn các loài khủng long khác và trong môi trường sống của chúng ở Nam Mỹ. Chúng là một trong những loài khủng long săn mồi thống trị nơi đây. Với sự phát hiện một mẫu vật chưa trưởng thành, người ta phát hiện ra Megaraptor có hộp sọ thon dài và nhiều răng nhỏ. Những con khủng long này có thân hình nhẹ nhàng và răng của chúng có một số điểm tương đồng với các loài Tyrannosaurus. Mẫu vật hóa thạch từ các loài Megaraptoran khác cho thấy những con khủng long này có nhiều loại răng khác nhau, nhưng một trong những công cụ săn mồi chính của chúng là móng vuốt mở rộng. Hai móng vuốt đầu tiên của Megaraptor được phóng to và móng vuốt thứ ba của chúng nhỏ hơn nhiều so với móng vuốt còn lại. Các nghiên cứu vào năm 2023 trên Megaraptorans cho thấy những loài khủng long này có chi trước phát triển tốt, cơ ngực và cánh tay khỏe giúp chúng sử dụng móng vuốt khổng lồ để săn mồi. Những con khủng long này đã tiến hóa để trở thành những thợ săn có chuyên môn cao và có một trong những móng vuốt lớn nhất trong số các loài khủng long. Megaraptor do có kích thước lớn và móng vuốt khổng lồ nên nó là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống, ăn các loài khủng long như sauropod non và ornithopod. Vì hàm và hộp sọ của loài khủng long này đã bị phân mảnh nên vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về thói quen kiếm ăn của nó. Vòng đời của Megaraptor. Megaraptor sống vào kỷ phấn trắng ở Argentina và các khu vực khác ở Nam Mỹ, và do số lượng hóa thạch của loài khủng long này có hạn nên vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về vòng đời của nó. Từ các mẫu vật Megaraptor chưa trưởng thành, người ta biết rằng khi còn nhỏ, những con khủng long này có mõm rất dài với những chiếc răng nhỏ. Megaraptor cũng giống như các loài khủng long khác, khởi đầu từ trứng và các bà mẹ có thể sẽ bảo vệ con non cho đến khi chúng đủ lớn để tự bảo vệ mình. Tuổi thọ tổng thể của Megaraptor hiện chưa được xác định và những con khủng long này được cho là đã tuyệt chủng vào cuối kỳ phấn trắng khi tiểu hành tinh Chicxulub va chạm với trái đất.
tiến hóa và lịch sử. Megaraptor là một trong những loài khủng long được phát hiện đầu tiên thuộc nhánh Megaraptora, là loài khủng long chân thú ăn thịt được biết đến với móng vuốt bàn tay lớn. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1996 tại New Queen, Argentina, và đã có một số loại Megaraptoras khác được tìm thấy trên khắp thế giới. Ngày nay chỉ có một loại duy nhất trong chi Megaraptor, đó là Megaraptor Namunhuayqui. Chỉ những mẫu vật Megaraptorans chưa hoàn chỉnh mới được phát hiện, đó là lý do tại sao ngày nay vẫn còn nhiều nhầm lẫn về loài khủng long này. Khi được phát hiện, người ta không rõ Megaraptor là một loài Allosaurus, Spinosaurus hay Tyrannosaurus. Các nghiên cứu đã phân loại những con khủng long này thành các loại Allosaurus, sau đó là Tyrannosaurus và Dromaeosaurus. Gần đây nhất vào năm 2022, thì Megaraptor đã trở thành một phần của đơn vị phân loại của riêng nó. Cùng với các Megaraptorans khác ở Nam Mỹ, Megaraptora được tạo ra và trở thành nhánh chị em với Tyrannosaurus, nhưng cách phân loại khủng long này có thể sẽ thay đổi trong tương lai với nhiều bằng chứng hóa thạch hơn. Người ta tin rằng loài khủng long Megaraptoridae có nguồn gốc từ kỷ Jura ở châu Á và bắt đầu phân hóa vào kỷ phấn trắng sớm. Khi Megaraptoris tiến hóa, những con khủng long này bắt đầu lớn hơn và có móng vuốt tiến bộ hơn. Mặc dù được phát hiện cách đây hơn 20 năm, nhưng Megaraptor vẫn là loài khủng long tương đối ít được biết đến, và trong tương lai việc phân loại chúng có thể trở nên rõ ràng hơn với các nghiên cứu sâu sắc hơn. Tương tác với các loài khác. Megaraptor trong môi trường của chúng là loài săn mồi đỉnh cao, chuyên săn các loài khủng long ăn cỏ. Chi săn mồi này có thể nhắm vào các mục tiêu dễ dàng như các loài khủng long chưa trưởng thành hoặc các loài già hơn và chậm hơn. Trong khi ở Nam Mỹ, có rất nhiều loài khủng long lớn hơn sống trong kỷ phấn trắng như Giganotosaurus. Megaraptor nhỏ hơn một chút nhưng có tốc độ thoát khỏi những kẻ săn mồi lớn hơn này. Một số loài khủng long sống trong kỷ phấn trắng ở Nam Mỹ cùng Megaraptor bao gồm Abelisaurus, New Queen Raptor, Baanosaurus. Nam Mỹ là một môi trường tươi tốt với nhiều loài động vật khác nhau như động vật có vú nhỏ, bò sát, chim và khủng long. Megaraptor sống cùng với một số loài khủng long lớn nhất như Titanosaurus và được thích nghi với những móng vuốt sắc nhọn để giúp chúng hạ gục hầu hết con mồi. Có thể Megaraptor đã bị săn bởi những loài khủng long lớn hơn vì có rất nhiều loài sống cùng thời, nhưng kích thước của chúng khiến chúng có khả năng tự vệ trước hầu hết các loài săn mồi. Ý nghĩa văn hóa. Hóa thạch Megaraptor đầu tiên khiến các nhà cổ sinh vật học bối rối vì không có hóa thạch nào khác vào thời điểm đó được phát hiện đại diện cho móng vuốt khổng lồ của chúng. Móng vuốt ban đầu được cho là chân của một loài khủng long trị liệu lớn, nhưng phát hiện về cánh tay của Megaraptor chính là lý do khiến ngoại hình của loài khủng long này bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Megaraptor là một khám phá quan trọng đối với giới cổ sinh vật học vì nó là nền tảng cho nhánh Megaraptoridae mới. Megaraptoridae đã được phát hiện trên toàn cầu ở những nơi như Nam Mỹ, Úc và châu Á. Những con khủng long này được cho là có liên quan đến Tyrannosaurus hoặc Spinosaurus, và nhiều bằng chứng hóa thạch hơn có thể giúp chỉ ra những mối quan hệ của Megaraptor với các loài khủng long khác. Megaraptor là một trong số ít loài khủng long không thường xuất hiện ở những nơi như bảo tàng, trò chơi điện tử và phim ảnh, mặc dù chúng gây tò mò cho hầu hết những người nhìn thấy chúng. Việc thiếu hóa thạch và các nghiên cứu là lý do khiến loài này vẫn còn tương đối ít được biết đến. Nhưng khi thời gian trôi qua, bí ẩn về loài khủng long này chắc chắn sẽ được khám phá. Tổng kết. Tổng kết lại thì Megaraptor ngày nay là một trong những loài khủng long bí ẩn nhất và có những hóa thạch bị phân mảnh được phát hiện. Nó có thể vẫn như vậy trong tương lai. Móng vuốt của Megaraptor là thứ khiến chúng nổi bật so với các loài khủng long khác, và chúng có một trong những móng vuốt lớn nhất so với bất kỳ loài khủng long chân thú nào. Megaraptor không chỉ thống trị Argentina và các khu vực khác ở Nam Mỹ, mà hóa thạch của các loài khủng long Megaraptora khác đã được tìm thấy ở toàn cầu ở những nơi như Úc và châu Á. Các nghiên cứu mới và hóa thạch được bảo quản tốt hơn là cách duy nhất có thể khám phá thêm thông tin về Megaraptor. Những loài khủng long như Velociraptor đã được nghiên cứu trong một thế kỷ, và những loài khủng long tương tự khác với nhiều bằng chứng hóa thạch là cách các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu về những loài khủng long có ít hóa thạch như Megaraptor. Trong môi trường thời tiền sử thì nó có thể là một trong những loài săn mồi đỉnh cao sống ở Argentina thuộc kỷ phấn trắng. Móng vuốt khổng lồ là một đặc điểm tiến hóa độc đáo của Megaraptoris có được không thấy ở nhiều loài khủng long khác. Nhưng dựa trên các loài tương tự khác, những loài khủng long này cũng có trí thông minh và tốc độ cao giúp chúng hạ gục con mồi. Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp về Megaraptor, nhưng những con khủng long này vẫn là một trong những loài thú vị nhất.
Từ lâu, nhiều người yêu thích sinh vật thời tiền sử vẫn luôn đi tìm một kẻ có thể thách thức ngôi vương của khủng long bạo chúa T-Rex. Và cuối cùng, sau nhiều năm ròng rã thì cái tên đó cũng dần xuất hiện. Không ai khác, đó là Giganotosaurus, gã khổng lồ thống trị vùng đất phía Nam mà ngày nay chúng ta gọi là Nam Mỹ. Ở phần tiếp theo của video này, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về loài khủng long này nhé. Một đối trọng của T-Rex trong phim, trong giới khoa học và cả trong những người tìm hiểu về loài khủng long như tất cả chúng ta. Nghiên cứu và so sánh. Cái tên Giganotosaurus có nghĩa là thằng lằn khổng lồ phía Nam. Nó là một chi khủng long Theropoda thuộc họ các Carnotaurosauridae, sống ở khu vực ngày nay là Argentina vào cuối kỷ phân trắng. Giganotosaurus đã gây chú ý khắp thế giới khi nó được phát hiện là một loài khủng long ăn thịt lớn hơn T-Rex. Cá thể thứ hai được tìm thấy còn cho biết rằng nó có thể còn phát triển lớn hơn nữa. Người ta không biết chính xác làm thế nào nó lại phát triển lớn đến mức đó. Hóa thạch đầu tiên của những con vật này được phát hiện vào năm 1993 bởi một nhà khảo cổ nghiệp dư tên là Ruben Carolini ở Patagonia. Carolini sau đó đã liên hệ với các nhà khoa học Rodolfo Coria và Leonardo Salgado, những người đã nghiên cứu những phát hiện này và đặt tên cho loài là Giganotosaurus carolini, dựa trên đặc điểm giống với loài họ hàng các Carnotaurosaurus saharicus ở Bắc Mỹ, nên đó được thêm vào đại gia đình các Carnotaurosauridae. Trong suốt những năm 2000, nhiều nhà cổ sinh vật học đã cố gắng hết sức để tìm ra kích thước của Giganotosaurus bằng cách sử dụng các phát hiện hóa thạch từ các loài khủng long khác và kiểm tra xương đã được tìm thấy. Vào năm 2022, một hộp sọ của loài các Carnotaurosauridae merases khác đã được phát hiện. Đây là hộp sọ hoàn chỉnh nhất được tìm thấy trong số những loài khủng long này cho đến nay. Sử dụng hóa thạch merases, Giganotosaurus được ước tính có hộp sọ dài 1,5-1,8m. Và hộp sọ cũng giúp ước tính chính xác hơn kích thước của nó. Các loài khủng long theropod như Giganotosaurus, Megalosaurus hay T-Rex là một ví dụ về quá trình tiến hóa hội tụ. Vì những loài khủng long này đều tiến hóa để phát triển to lớn với cánh tay nhỏ và đầu to. Do đó, nhiều mối đe dọa trong kỷ nguyên Mesozoic, kích thước lớn sẽ là đặc điểm tiến hóa chung của các loài săn mồi hàng đầu. Giganotosaurus đã tuyệt chủng khoảng 97 triệu năm trước, bị tiêu diệt trong sự kiện tuyệt chủng hàng loạt kỷ phân trắng cổ cận, giết chết khoảng 70% toàn bộ sự sống trên trái đất, bao gồm cả khủng long. Giống như những loài khủng long tương tự khác có đầu to, cánh tay nhỏ, đi bằng hai chân và có một cái đuôi lớn để giúp chúng giữ thăng bằng, kích thước của Giganotosaurus có thể so sánh với một số loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng tồn tại, bao gồm T-Rex, Spinosaurus, Mammosaurus và các Carnotaurosaurus. Hiện nay đã có những kết luận cho rằng Giganotosaurus là loài khủng long ăn thịt lớn nhất hiện tại. Nó có chiều dài ước tính từ 12-13m và có hộp sọ lớn dài từ 1,5-1,8m. Trong bộ hàm lớn của Giganotosaurus, loài khủng long này có khoảng 76 chiếc răng và mỗi chiếc răng cong có kích thước 20cm. Chiều cao ước tính khoảng 5-5,5m và ước tính trọng lượng của nó rơi vào khoảng 4,2-13 tấn. Trong khi đó, với mẫu vật hoàn chỉnh nhất đến lúc này thì T-Rex có chiều dài rơi vào khoảng 12,3m, chiều cao khoảng 4m và có cân nặng khoảng từ 4-10 tấn. Và có một số thông tin mình trích được từ bài đăng trên website National Institute of Health và các trang web khác mình không nhớ rõ tên, rất xin lỗi. Thì nói chung, các trang web này đề cập rằng tốc độ của T-Rex sẽ nhỉnh hơn một chút so với Giganotosaurus. Cấu tạo chân của T-Rex có nhiều điểm tương đồng với các họ hàng chân đốt như Ornithomimus và các loài khủng long chân thú giống chim Chudontis. Vì vậy, nên chiều dài chân so với cơ thể của T-Rex có thể sẽ lớn hơn Giganotosaurus và các chi Carnotaur khác. Thêm một đặc điểm khác là bàn chân của T-Rex được gọi là Acrometatarsus. Nó dễ hiểu hơn là xương bàn chân của nó dính liền nhau, nó sẽ có khả năng hấp thụ lực tốt hơn. Còn một số phân tích khác đó là môi trường sống cũng như là cách săn mồi của T-Rex và Giganotosaurus, thì cũng có thể thấy được rằng T-Rex cần phải di chuyển linh hoạt và xoay trở nhanh hơn so với Giganotosaurus, là vì con mồi của nó là các loài khủng long Ceratopsian và Ankylosaur, có cơ thể cũng linh hoạt không kém gì T-Rex, và chắc chắn là nhanh hơn các con mồi Titanosaur chậm chạp của Giganotosaurus. Nơi sống và phân bố. Như đã nói sơ qua ở phần đầu video thì Giganotosaurus sống trong thời kỳ của kỷ phân trắng ở Argentina cũng như các khu vực khác ở Nam Mỹ. Nó sống ở thời kỳ đầu giai đoạn Cenomanian khoảng 99,6 đến 97 triệu năm trước. Việc phát hiện ra Giganotosaurus xảy ra ở hệ tầng Candelaria và sự hình thành này rất cần thiết trong việc tìm hiểu thêm về hệ sinh thái mà loài khủng long này sinh sống. Nó sinh sống trong môi trường rừng ấm áp và tươi tốt với vùng đồng bằng ngập nước.
Kỷ phấn trắng ở Nam Mỹ có rất nhiều loài thực vật, một số loài có thể tìm thấy ở dưới nước. Nam Mỹ là một môi trường tươi tốt và kỷ phấn trắng với các loài thực vật như horsetails, ferns, ginkgo hay hoa sen. Nơi mà Giganotosaurus sống và săn mồi có rất nhiều loài thực vật. Bằng chứng hóa thạch ở hệ tầng Cordilleras cho thấy Nam Mỹ có rất nhiều sông và vùng đất ngập nước. Nam Mỹ trong kỷ phấn trắng rất ấm áp và có lượng mưa lớn theo mùa, với môi trường rất giống với môi trường ngày nay. Cách chúng săn mồi. Giganotosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất trên hành tinh và tất nhiên là cả trong môi trường sống của chúng ở Argentina. Kích thước của nó khiến nó có khả năng tiêu diệt bất kỳ loài khủng long nào mà nó gặp. Và các nhà cổ sinh vật học tin rằng loài khủng long này có chế độ ăn gồm các loài khủng long ăn cỏ. Kích thước lớn của Giganotosaurus cho phép nó dễ dàng chế ngự những con khủng long khác, với bộ hàm răng sắc nhọn cho phép nó cắn xuyên qua lớp da dày của con mồi. Nhìn vào một phần hộp sọ được tìm thấy để hiểu rõ hơn về cách những con khủng long này ăn. Hóa thạch cho thấy hàm dưới của loài khủng long này được sử dụng để nghiền đát, trong khi hàm trước của chúng bắt chặt con mồi. Các nhà khoa học không tin rằng nó sống hoặc đi săn theo bầy và nó được cho là sống đơn độc. Nhưng giả sử nếu các loài Giganotosaurus đi săn cùng nhau sẽ giúp chúng tiêu diệt những con mồi lớn hơn như sauropod, nhưng vẫn cần có bằng chứng để xác nhận xem nó có hợp tác để săn mồi hay không. Kích thước và bộ hàm nghiền nát của Giganotosaurus đã giúp nó có khả năng ăn nhiều loài động vật nhỏ hơn, bao gồm các loài sauropod non và thậm chí là cả những loài khủng long chân thú khác nếu có cơ hội. Theo ước tính từ các nhà khoa học thì Giganotosaurus có hơn 76 chiếc răng và trong số đó có khoảng 10 chiếc răng dài 20cm nằm tăm tắp, tạo thành hệ thống mũi dao sắc nhọn cắt xé con mồi. Phần cằm hàm dưới được gia cố chắc chắn để phần hàm trên được mở rộng tối đa. Phương thức săn mồi của Giganotosaurus vô cùng man rợ và độc ác. Nó hạ gục con mồi bằng cách cắn mạnh, giằn xé con mồi cho đến khi chết mới thôi. Thức ăn của chúng thường là thịt động vật, có thể là những loài khủng long khác. Vòng đời của Giganotosaurus. Giganotosaurus có thể có chu kỳ sinh sản tương tự với các loài khủng long chân thú khác và sinh sản bằng cách đẻ trứng. Bằng chứng hóa thạch từ những loài khủng long này cung cấp cái nhìn sâu sắc về vòng đời của nó. Khi so sánh với các loài khủng long khác đã được nghiên cứu trong hơn 200 năm qua, thì đó là một trong những loài khủng long tương đối mới. Giganotosaurus khi còn nhỏ sẽ dễ bị tổn thương nhất trước những kẻ săn mồi. Vì vậy, mẹ của chúng có thể sẽ bảo vệ con non cho đến khi chúng có thể tự vệ. Các nghiên cứu về các loài tương tự cho thấy các loài khủng long các Carodontosauridae như Giganotosaurus phát triển rất chậm khi so sánh với các loài khủng long như Tyrannosaurus. Nếu tương tự như các loài liên quan, nó có thể mất tới 30 đến 40 năm để trưởng thành hoàn toàn và có thể sống hơn 50 năm. Vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về vòng đời của những loài khủng long này và nhìn chung, có rất ít con non và các giai đoạn phát triển khác của loài khủng long này được phát hiện. Tương tác với các loài khác. Vào kỷ phấn trắng ở Nam Mỹ đã từng tồn tại một số loài khủng long lớn nhất. Giganotosaurus là loài săn mồi lớn nhất ở Nam Mỹ và chia sẻ môi trường sống với những loài khủng lồ như thằn lằn hổ Pháp. Một số loài bao gồm Andersaurus, Megaraptor hay Abelisaurus. Kích thước lớn của Giganotosaurus có lẽ đã được sử dụng để tấn công con mồi và bộ hàm mạnh mẽ của chúng để giết chết. Những con vật này có thể đã sống thành đàn ở Argentina, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để xác nhận điều này. Dù sống một mình hay sống cùng nhau, Giganotosaurus vẫn đứng đầu chỗ thức ăn của chúng và ngay cả khi còn nhỏ cũng có thể cạnh tranh với các loài khủng long chân thú khác. Ở Nam Mỹ thuộc kỷ phấn trắng cũng có các loài rùa như Brachylidella và thằn lằn bay mà nó có thể săn được. Khi có thêm bằng chứng về các loài ở Argentina thời tiền sử, nó sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn về môi trường đầm lầy mà Giganotosaurus cai trị. Ý nghĩa văn hóa. Từ khi được phát hiện vào năm 1993, Giganotosaurus đã trở thành một trong những loài khủng long được yêu thích nhất, ngay cả với phát hiện gần đây của chúng. Những con khủng long này đã được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông như công viên kỷ Jura và các trò chơi như Ark. Và do kích thước khổng lồ của những con khủng long này, nên không lâu sau, chi này đã trở thành loài được nhiều người ám mộ yêu thích. Giganotosaurus cũng là một khám phá quan trọng trong giới cổ sinh vật học, vì nó giúp các nhà khoa học có cái nhìn rõ hơn về hệ sinh thái tổng thể ở kỷ phấn trắng của Nam Mỹ. Rất nhanh chóng, nhiều người quan tâm đến gã khổng lồ phương Nam Giganotosaurus và ngày nay, kích thước của chúng vẫn đang được tranh luận. Hóa thạch đầu tiên của Giganotosaurus đã hoàn thiện khoảng 70% và phát hiện của chúng đã giúp các nhà cổ sinh vật học hiểu rõ hơn về loài khủng long thuộc họ các Carodontosauridae. Khi nghĩ về loài khủng long Nam Mỹ, Giganotosaurus là một trong những loài mang tính biểu tượng nhất. Và trong tương lai, những hóa thạch tốt hơn có thể sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về loài khủng long này.
Những con khủng long ăn thịt luôn là một nỗi khiếp sợ của muôn loài động vật thời tiền sử. Trong số đó, những con khủng long bò đực Carnotaurus là loài được đánh giá thiện chiến nhất. Mặt khác, với những đặc điểm tiến hóa đặc trưng, việc nghiên cứu về Carnotaurus hứa hẹn sẽ mở ra những phát hiện mới về cách thức săn mồi và chiến đấu của các loài khủng long cổ đại. Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng mình cũng xin bật mí một điều là nếu bạn từng mắt tròn mắt dẹt khi nhìn vào hai chi trước không cân xứng của khủng long bạo chúa T-Rex, thì đừng bỏ qua Carnotaurus. Đúng vậy, T-Rex sẽ trông giống như Stretch Armstrong bên cạnh Carnotaurus. Loài khủng long mà chi trước có cũng được, không có cũng chẳng làm sao, khi mà hai tay của nó còn ngắn hơn cả T-Rex. Carnotaurus là gì? Carnotaurus có nghĩa là con bò ăn thịt. Có nguồn gốc từ tiếng Latin, trong đó cano có nghĩa là thịt và taurus có nghĩa là bò, do cặp sừng của nó có hình dạng khá giống sừng bò. Carnotaurus là thành viên của họ Abelisauridae. Đây là một nhóm khủng long chân thú lớn đã chiếm phần lớn hệ sinh thái ăn thịt tại vùng đất phía nam của lục địa Gondwana và cuối kiệt Creta. Quan hệ phát sinh chủng loài Carnotaurus không rõ ràng. Nó có thể có quan hệ họ hàng gần với hoặc Machingasaurus hoặc Alcasaurus. Carnotaurus cơ bản là khá giống với loài khủng long bạo chúa T-Rex, một kẻ săn mồi tàn bạo và vô cùng khát máu. Chúng có cơ thể to lớn và chắc khỏe với cân nặng khoảng từ 1,3 đến 2 tấn, cao 3 mét và dài khoảng gần 8 mét. Ở nhiều loài Abelisauridae như Carnotaurus, chi trước của chúng bị thoái hóa, thậm chí còn ngắn hơn các chi của T-Rex. Và so về độ phế của hai cánh tay thì cũng khá ngang nhau. Thậm chí Carnotaurus còn không có ngón tay hoàn chỉnh. Điều này có thể khiến bàn tay của các loài khủng long Abelisauridae không thể nắm bắt, buộc những con khủng long này phải dựa vào cái đầu và bộ hàm mạnh khỏe của chúng để săn mồi. Hai chiếc sừng đặc biệt này cộng thêm với một cái cổ đầy cơ bắp, có thể sử dụng để chiến đấu với các đối thủ cùng loài. Thói quen ăn uống của Carnotaurus vẫn chưa rõ ràng. Một số nghiên cứu cho thấy loài khủng long này có thể săn lùng con mồi rất lớn, như các loài khủng long chân thằn lằn Sauropoda. Trong khi các nghiên cứu khác cho thấy những loài này săn chủ yếu là các động vật nhỏ. Carnotaurus đã có một sự thích nghi tốt để có thể chạy và là một trong những loài khủng long chân thú lớn chạy nhanh nhất. Hành trình khám phá. Hóa thạch đầu tiên của Carnotaurus được phát hiện vào năm 1984 bởi một đoàn thám hiểm do nhà cổ sinh vật học người Argentina là ông Jose Bonaparte dẫn đầu. Được biết, đây là chuyến thám hiểm thứ 8 trong dự án có tên là Động vật có xương sống trên cạn và kỷ phấn trắng Nam Mỹ. Bắt đầu vào năm 1976 và được Hiệp hội Địa lý Quốc gia tài trợ. Hóa thạch được bảo quản khá tốt và các khớp nối vẫn giữ được liên kết với nhau. Chỉ có 2 phần 3 đuôi, phần lớn ở chân dưới và phần chân sau bị phá hủy bởi thời tiết. Trong hóa thạch được tìm thấy, hộp sọ và đặc biệt là mõm đã bị nghiền nát. Trong khi phần lớn xương cửa trước hàm có tên khoa học là Preaxilla đã được đẩy lên phía trên xương mũi. Do đó, độ cong hàm trên của mẫu vật hóa thạch được phóng đại lên nhiều lần so với thực tế của loài Carnotaurus. Theo các giám định và quan sát ở hộp sọ, thì bộ xương này thuộc về một cá thể Carnotaurus trưởng thành. Các kết quả về việc giám định cũng như ước lượng về kích thước của loài khủng long bò đực này được xem là khá chính xác và được ghi nhận trong các nghiên cứu chuyên sâu của giới khảo cổ học. Đặc biệt, ở phần hộp sọ được tìm thấy nằm ở phía bên phải của thân, cho thấy một tư thế hiệu phổ biến của các loài cổ cong qua thân. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là ở những mẫu vật hóa thạch này, còn tìm thấy các dấu hiệu của da còn sót lại. Trước tầm quan trọng của những dấu hiệu này, một cuộc thám hiểm thứ hai đã được bắt đầu để tái tìm kiếm tại các địa điểm khai quật ban đầu. Kết quả là đã tìm kiếm được thêm một số mảng da khá hoàn chỉnh sau đó. Vũ khí lợi hại của Carnotaurus. Khủng long bò đực Carnotaurus là loài khủng long hai chân ăn thịt duy nhất được biết đến với một cặp sừng trên xương trán và các màu xung quanh mắt dày đặc. Theo nghiên cứu của các nhà cổ sinh vật học hiện tại, chúng sử dụng những chiếc sừng này trong chiến đấu để tự vệ hoặc trong lúc săn mồi. Ngay sau đây, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu những món vũ khí mà Carnotaurus đã sử dụng nhé. Những chiếc sừng nhọn. Vào năm 1988, nhà nghiên cứu Gregory Scott Paul đã đề xuất rằng nên xem những chiếc sừng này là điểm yếu của chúng, bởi vì những chiếc sừng này tạo ra những chiếc màu nhỏ quanh mắt của Carnotaurus sẽ giảm thiểu khả năng quan sát của mắt khi chiến đấu. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Gerardo Mazzetta và các đồng nghiệp xuất bản vào năm 1998 lại cho rằng Carnotaurus đã sử dụng sừng của nó theo cách tương tự như các mũi nhọn để tấn công kẻ thù. Mazzetta cũng đã tính toán rằng hệ thống cơ cổ của Carnotaurus
đủ mạnh để hấp thụ lực của hai cá thể va chạm với đầu của chúng ở phía trước với tốc độ 5,7 m/s mỗi cái. Những cú hút mạnh mẽ. Theo các phân tích của Fernando Novas vào năm 2009, đã giải thích những đặc điểm tiến hóa đặc trưng của bộ xương Carnotaurus chính là cơ sở để chúng có thể đưa ra những cú đánh bằng đầu. Ông cho rằng việc hợp sọ ngắn nhưng có thể khiến chuyển động đầu nhanh hơn bằng cách giảm quán tính. Trong khi đó, cổ cơ bắp sẽ tạo lực và cho phép những cú đánh đầu trở nên mạnh hơn. Mặt khác, độ cứng và sức mạnh của cột sống được tăng cường của Carnotaurus cũng giúp chúng chống lại các cú sốc sau khi thực hiện các cú hút bằng đầu và cổ. Những cú đớp chớp nhoáng. Theo phân tích về cấu trúc hàm của Carnotaurus bởi Mazzetta và các đồng nghiệp, được xuất bản lần lượt vào các năm 1998, 2004 và 2009, cho thấy loài vật này có khả năng tạo ra các cú đớp với tốc độ nhanh nhưng không mạnh. Trong quá trình săn mồi, các vết cắn nhanh sẽ quan trọng hơn là các vết cắn mạnh, đặc biệt là khi bắt những con mồi nhỏ. Điều này cũng có sự tương tự như khi nghiên cứu về các loài cá sấu thời hiện đại khi chúng cắn và ngoạm những con mồi có kích thước nhỏ. Các nghiên cứu cũng ghi nhận mức độ linh hoạt cao trong cấu trúc của hộp sọ và đặc biệt là hàm dưới của Carnotaurus. Hơi giống với các loài rắn hiện đại, độ đàn hồi của hàm sẽ cho phép nó nuốt trọn các con mồi nhỏ. Ngoài ra, phần trước của hàm dưới đã tiến hóa và hình thành bộ phận giống như bản lề cho phép hàm của chúng di chuyển lên xuống nhanh chóng. Mazzetta và các đồng nghiệp cũng phát hiện ra rằng hộp sọ có thể chịu được các tác động lớn xuất hiện khi kéo và hút mạnh vào những con mồi lớn. Do đó, Carnotaurus có thể thường ăn những con mồi tương đối nhỏ là chủ yếu, nhưng chúng cũng có thể săn được những con khủng long lớn. Theo những gì Francois, Thirion và các đồng nghiệp đề xuất vào năm 2005, lực cắn của Carnotaurus gấp đôi so với cá sấu mõm ngắn Mỹ và có thể xem đây là loài có vết cắn mạnh nhất của bất kỳ loài động vật bốn chân nào, và chúng có tên khoa học là Tetrabos. Các nhà nghiên cứu cũng thấy được sự tương tự của Carnotaurus với các loài rồng Komodo hiện đại. Độ bền uốn của hàm dưới giảm dần về phía đầu, cho thấy hàm không phù hợp để bắt con mồi nhỏ. Cần có độ chính xác cao khi tấn công nhưng dễ mang lại vết thương như chém, làm suy yếu con mồi lớn. Kết quả là theo nghiên cứu này, Carnotaurus nếu phải làm con mồi cho những động vật lớn chỉ có thể là do bị phục kích. Khả năng vận động của Carnotaurus. Cũng theo các nghiên cứu của Mazzetta và các cộng sự của mình, Carnotaurus là loài có tốc độ chạy rất nhanh. Ngoài ra, xương đùi của chúng đã tiến hóa và được điều chỉnh để chịu được việc uốn cong lên cao khi chạy. Tuy nhiên, điều này lại làm hạn chế tốc độ tối đa của nó. Khả năng thích nghi với việc chạy nhanh của Carnotaurus tuy không được tốt như các loài đà điểu hiện nay, nhưng chúng cũng sở hữu tốc độ tối đa lên tới 56 km mỗi giờ. Ở hầu hết các loài khủng long nói chung, cơ vận động quan trọng nhất nằm ở đuôi. Cơ này có tên khoa học là caudo femoralis, gắn vào đốt sống thứ tư và kéo xương đùi về phía sau khi bị co lại trong lúc chạy. Hai nhà nghiên cứu Scott Persons và Phil Curry đã đưa ra các lưu ý rằng trong đốt sống đuôi của Carnotaurus có các xương sườn không vô ra theo chiều ngang hình chữ T, như một số các loại khủng long khác mà được đặt ngược với trục dọc của đốt sống tạo thành hình chữ V. Điều này sẽ cung cấp thêm không gian cho hệ cơ của chúng phát triển hơn. Theo tính toán, khối lượng cơ bắp mỗi chân của Carnotaurus là từ 111 đến 137 kg. Do đó, có thể xem Carnotaurus là một trong những loài khủng long chạy nhanh nhất lúc bấy giờ. Nếu hiện tại có loài nào có được tốc độ nhanh hơn thì các bạn bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Đây là một trong những chi khủng long hai chân lớn nhất được phát hiện ở Argentina. Nó sống trong thời kỳ đầu của kỷ phấn trắng và được coi là họ hàng gần của các loài săn mồi khổng lồ khác như Gigantosaurus, Barbosaurus và các Carnotaurus cũng có nguồn gốc ở Nam Bán Cầu. Mặc dù rất giống với T-Rex và các loài khủng long Tyrannosaurus khác về kích thước và hình dáng, nhưng Tyrannosaurus không có quan hệ họ hàng với chúng. Nhưng giống như các loài Tyrannosaurus ở Bắc Mỹ, nó là loài săn mồi đỉnh cao đã thống trị vùng đất Nam Mỹ trong vài triệu năm. Đó là Tyrannotitan. Trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về loài khủng long này nhé. Nghiên cứu giống loài. Với cái tên như Tyrannotitan, nó được cho là một loài khủng long bạo chúa. Nhưng trên thực tế, nó là loài Carnotaurus cùng với Gigantosaurus và Barbosaurus đều đến từ Nam Mỹ.
các nhà cổ sinh vật học tin chắc rằng Tyrannotitan không đại diện cho một con Tyrannosaurus vì sự cô lập về mặt địa lý của Nam Mỹ khi này chưa được kết nối với Bắc Mỹ. Có nghĩa là loài Tyrannosaurus này không có cách nào để đến các lục địa khác. Tên loài Tyrannotitan chubutensis có liên quan đến tỉnh Chubut, nơi tìm thấy hóa thạch của nó. Đúng như tên gọi, Tyrannotitan là một trong những loài khủng long khổng lồ. Nó phát triển đến chiều dài khoảng 12-13m và cao tới 4,3m. Kích thước này làm cho Tyrannotitan có kích thước tương đương với các loài khủng long Giganotosaurus và các Carnotaurus. Không giống các loài khủng long cùng ở khác, Tyrannotitan có sự xuất hiện của các túi khí trong xương. Xương của nó rất dày đặc. Kết quả là nó có thể nặng hơn một số họ hàng gần của nó, với khối lượng cơ thể từ 4,8 đến 7 tấn. Nó có một cái đuôi dài cơ bắp giúp nó giữ thăng bằng và nhanh nhẹn. Nó là loài đi bằng hai chân nên cơ thể của nó được hỗ trợ bởi một cặp chi sâu khỏe mạnh. Tyrannotitan có cánh tay tương đối nhỏ giống như các loài khủng long Tyrannosaurus hơn là các họ hàng gần của nó, trong họ các Carnotaurus. Điều này khiến người ta so sánh với các loài khủng long chân thú Bắc Mỹ, mặc dù không có quan hệ họ hàng với chúng. Tyrannotitan có hộp sọ lớn với bộ hàm khổng lồ, chứa nhiều răng cưa sắc nhọn. Bộ hàm khỏe và hàm răng sắc nhọn rất hữu ích trong việc bắt và xé xác con mồi. Tyrannotitan không có tấm gai, nhưng cơ thể của nó có thể bao phủ bởi vảy. Nơi sống và phân bố. Tyrannotitan sống vào cuối kỷ phấn trắng, khoảng 95 đến 90 triệu năm trước. Bằng chứng hóa thạch cho thấy chi này sống ở khu vực ngày nay là lục địa Nam Mỹ. Cụ thể, hóa thạch của Tyrannotitan đã được tìm thấy ở hệ tầng Cerro Bacino ở Argentina. Các nhà khoa học cho rằng phạm vi địa lý của loài khủng long này bị giới hạn ở phần phía nam của lục địa. Trong khoảng thời gian Tyrannotitan tồn tại, lục địa Nam Mỹ có khí hậu ẩm ướt và ấm áp. Nhiệt độ toàn cầu nhìn chung cao do nồng độ carbon dioxide trong khí quyển tăng cao. Vùng đất Nam Mỹ nằm gần các vùng cực nam hơn, dẫn đến sự thay đổi như thời gian ban ngày dài hơn vào mùa hè và thời gian tối kéo dài hơn vào mùa đông. Hệ sinh thái của kỷ phấn trắng muộn ở Nam Mỹ rất đa dạng và phong phú. Trong đó, khu vực này chủ yếu bao gồm các khu đất thấp tươi tốt và có hệ thống sông rộng lớn. Những điều này cung cấp một môi trường sống thuận lợi cho các sinh vật khác nhau, đặc biệt là các khủng long ăn cỏ mà loài Tyrannotitan và các loài săn mồi Nam Mỹ khác đã săn mồi. Hành vi và chế độ ăn. Tyrannotitan là một loài khủng long hai chân. Nó có lẽ có dáng đi mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có khả năng di chuyển nhanh chóng để đuổi kịp con mồi. Chi trước của loài khủng long này tương đối ngắn và chỉ sở hữu trong việc tóm và kiềm chế con mồi. Hành vi của Tyrannotitan là không chắc chắn vì không có bằng chứng trực tiếp về hành vi nhóm ở loài khủng long này và họ hàng của nó. Một số loài khủng long theropod có thể đã thể hiện cả hành vi đơn độc và hành vi bầy đàn ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của nó. Có thể Tyrannotitan sống theo bầy khi còn nhỏ, trong khi con trưởng thành có tính lãnh thổ cao hơn, là một loài ăn thịt. Chế độ ăn của nó sẽ bao gồm các loài khủng long khác và các động vật nhỏ hơn hiện diện trên lục địa Nam Mỹ vào thời điểm đó. Nó có một cơ thể nặng nề và có khả năng hạ gục con mồi lớn. Tyrannotitan có mõm dài với những chiếc răng cưa sắc nhọn rất thích hợp để bắt và xé thịt. Mặc dù răng của loài khủng long này dường như không phát triển bằng răng của các họ hàng khác, nhưng nó vẫn có khả năng săn và giết chết các loài sauropod như Chubutisaurus. Tyrannotitan là loài săn mồi năng động, sử dụng kích thước to lớn, tốc độ và sự nhanh nhẹn để truy đuổi và bắt con mồi. Nó có thể sử dụng kết hợp chiến lược phục kích và truy đuổi khi săn mồi, dựa vào đòn tấn công nhanh khi ở gần con mồi. Tyrannotitan có lẽ cũng là những loài khủng long nhặt xác. Các nhà khoa học từng tìm thấy 57 chiếc răng của Tyrannotitan gắn liền với các hóa thạch của Patagotitan. Đây là dấu hiệu cho thấy có lẽ chúng đã ăn xác của những kẻ săn mồi khổng lồ này và cũng có thể đã săn khi chúng còn sống. Vòng đời của Tyrannotitan. Sự hiểu biết của chúng ta về vòng đời của Tyrannotitan chủ yếu dựa trên các kiến thức chung về sinh sản và vòng đời của các loài khủng long chân thú khác. Và so sánh với một số họ hàng gần của nó, thì Tyrannotitan là loài sinh sản hữu tính. Con cái đẻ trứng vào tổ dưới lòng đất hoặc được bao phủ bởi thảm thực vật để ấp cho đến khi nở. Sau khi nở, con non có thể tự lập vì không có bằng chứng nào về sự chăm sóc của ba mẹ ở nhóm khủng long này. Những con Tyrannotitan non có lẽ đã phát triển nhanh chóng và tiếp tục trải qua quá trình tăng trưởng và phát triển đáng kể trong suốt cuộc đời của nó. Điều này khiến nó có thể phát triển đến kích thước lớn như vậy. Những con khủng long con có thể khởi đầu tương đối nhỏ và dễ bị tổn thương, nhanh chóng trải qua thời kỳ tăng trưởng để dẫn đến sự gia tăng tổng thể về kích thước, cấu trúc xương và cơ bắp. Tiến hóa và lịch sử. Tyrannotitan là một trong những thành viên sớm nhất trong họ.
Các nhà khoa học cho rằng các loại khủng long thuộc họ các Charodontosauridae có nguồn gốc trực tiếp từ Allosauridae. Một bằng chứng cho điều này được thấy ở Tyrannotitan là hàm răng của nó. Răng của Tyrannotitan không phát triển bằng răng của các loại các Charodontosauridae khác, nhưng có một phần giống với răng của Allosaurus. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng loài khủng long này đại diện cho một dạng chuyển tiếp khi loài Allosaurus tiến hóa thành các Charodontosauridae. Tyrannotitan có các răng có rãnh chia chúng thành các rãnh. Những chiếc răng này cung cấp thêm một bề mặt cắt giúp chúng đâm thủng xuyên qua da thịt hiệu quả hơn. Những chiếc răng này không được nhìn thấy ở các loại các Charodontosauridae sau này, cho thấy rằng sự thích nghi tiến hóa không được truyền lại cho các con cháu của chúng. Tương tác với các loài khác. Tyrannotitan là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái bản địa của nó. Khu vực Nam Mỹ có một khu rừng tươi tốt hỗ trợ nhiều loài động vật ăn cỏ lớn, bao gồm cả thằn lằn hổ Pháp và khủng long mỏ vịt. Những loài khủng long theropod nhỏ hơn cũng có mặt trong khu vực này. Thành hệ Cerro Bacino ở Argentina, nơi tìm thấy hóa thạch của các loài khủng long này, chứa hóa thạch của các loài thằn lằn hổ Pháp như Chubutisaurus và Patagotitan. Đây là những loài khủng long ăn cỏ lớn có thể từng là con mồi phổ biến của Tyrannotitan. Loài khủng long ăn thịt này có lẽ đã theo đuổi và săn lùng những thành viên dễ bị tổn thương trong nhóm này, chẳng hạn như những cá thể trẻ và yếu. Các loài khủng long chân thú lớn khác có kích thước tương tự như Tyrannotitan cũng tồn tại ở miền nam của Nam Mỹ. Những loài ăn thịt này sẽ cạnh tranh với nhau về thức ăn và tài nguyên. Một số khủng long họ hàng gần của Tyrannotitan chẳng hạn như Giganotosaurus và Mabusaurus có thể đã săn những con mồi tương tự, có khả năng dẫn đến sự cạnh tranh giữa chúng. Mối quan hệ giữa những loài ăn thịt lớn này cũng có thể là loài săn mồi với loài Tyrannotitan, lớn hơn ăn con non của các loài khủng long chân thú khác và ngược lại. Ý nghĩa văn hóa. Mặc dù không phổ biến như các loài khủng long khác như Tyrannosaurus, nhưng Tyrannotitan lại mang ý nghĩa cả về mặt văn hóa và khoa học. Sự giống nhau của loài khủng long này với loài Tyrannosaurus ở Bắc Mỹ đã dẫn đến sự so sánh giữa cả hai nhóm khủng long. Với cái tên như Tyrannotitan, dễ dàng hiểu tại sao loài khủng long này thường bị nhầm lẫn với nhóm Tyrannosaurus. Trên thực tế, một số nhà khoa học từng suy đoán rằng nó có thể là một loài khủng long bạo chúa do những điểm giống nhau về ngoại hình của nó. Tuy nhiên, điều này đã được chứng minh là khó xảy ra. Đó là bởi vì vùng đất rộng lớn của Nam Mỹ bị cô lập về mặt địa lý trong kỷ phân trắng sớm, vì nó không được kết nối với vùng đất rộng lớn ở Bắc Mỹ và Châu Phi, nơi loài Tyrannosaurus tồn tại vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là không ai trong số chúng có thể đến được Nam Mỹ vào thời điểm Tyrannotitan sống ở đó. Tyrannotitan được biết đến từ những tàn tích hóa thạch hạn chế. Tuy nhiên, hóa thạch của loài khủng long này và của các loài cùng thời với nó cung cấp nhiều hiểu biết hơn cho khoa học về hệ sinh thái của Nam Mỹ thuộc kỷ phân trắng muộn. Các loài săn mồi đỉnh cao như Tyrannotitan giúp chúng ta hiểu được sự tương tác giữa các loài khủng long ăn thịt và khủng long ăn cỏ sống trên lục địa cũng như động lực sinh thái tổng thể của thời kỳ đó. Vì vậy, mặc dù Tyrannotitan không được công chúng biết đến nhiều, nhưng hóa thạch của loài khủng long này vẫn là một phần quan trọng trong câu đố sinh thái về các cảnh quan cổ đại và sự tương tác giữa các loài khủng long khác nhau trên chúng. Từng là một trong những sinh vật lớn nhất và nặng nhất từng xuất hiện trên trái đất, Argentinosaurus hiện là một chi khủng long chính quan trọng trong thế giới khoa học. Nó không chỉ được các nhà cổ sinh vật học quan tâm, nhiều nhà khoa học khác đã tập trung nghiên cứu về hình dáng và lối sống của nó. Hệ thống cơ xương của nó có ý nghĩa đặc biệt vì nó làm sáng tỏ các cách thức hoạt động của các cấu trúc như vậy ở các động vật có xương sống khác. Người ta đã tranh luận từ lâu về việc liệu đây có phải là sinh vật trên cạn lớn nhất thế giới mà chúng ta từng biết hay không. Nhưng việc thiếu một bộ xương hoàn chỉnh khiến câu trả lời chính xác là không thể. Mặc dù vậy, các nhà khoa học đã có những khám phá khác về loài Argentinosaurus. Các bạn hãy cùng mình nhìn lại những khám phá này nhé. Nghiên cứu đầu tiên. Argentinosaurus nổi tiếng vì là một trong những khủng long khổng lồ và nó thực sự khổng lồ ngay trong cả những loài sauropod lớn khác. Tuy nhiên, vị trí này được biết đến từ những mẫu vật chưa hoàn chỉnh nên kích thước vẫn chỉ là ước tính. Vì không có cách nào để các nhà khoa học cung cấp cho những người đam mê khủng long con số chiều dài hoặc trọng lượng chính xác 100% cả. Xét cho cùng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì nghiên cứu về thời tiền sử của thế giới chúng ta chứa đầy những giả định và suy đoán. Bảy câu hỏi đặt ra là loài khủng long Argentinosaurus lớn đến mức nào? Một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về sinh vật này được thực hiện bởi Gregory Scott Paul vào năm 1994.
Nhà nghiên cứu cổ sinh vật học người Mỹ này đã minh họa loài Argentinosaurus có chiều dài từ 30 đến 45 mét. Vào năm 2013, một số nghiên cứu kết luận rằng Argentinosaurus lớn hơn với chiều dài 39,7 mét và có chiều cao ở vai là 7,3 mét. Hãy tưởng tượng rằng chỉ xương đùi của Argentinosaurus đã dài 2,5 mét, tức là lớn hơn cả một chiếc giường king. Hoặc là lớn hơn cái nồi này. Mẫu vật gốc xương bắp chân dài 1,55 mét, khi ghép lại với nhau, chúng sẽ tạo thành một cái chân dài khoảng 4 mét, trọng lượng ước tính khoảng 80 đến 100 tấn. Mặc dù sau đó nó giảm xuống còn 60 đến 88 tấn, với mức trung bình là 73 tấn. Các nghiên cứu khác đề xuất con số tương tự, dao động từ 50 đến 100 tấn. Vì không có cách nào để xác nhận kích thước của nó, nên câu hỏi liệu Argentinosaurus có phải là loài sauropod lớn nhất hay không vẫn chưa được biết. Nhưng có một số thông tin gần đây cho rằng nó chỉ xếp sau loài Amphicoleus khi loài này dài từ 35 đến 40 mét, nặng từ 50 đến 100 tấn và cao khoảng 7 đến 15 mét. Các thành viên khác của nhánh Loncosauria bao gồm cả Argentinosaurus cũng to lớn và nặng nề như vậy. Ví dụ như Futa Loncosaurus có thể dài đến 30 mét. Điều tương tự cũng đúng với Batangotitan, được ước tính có chiều dài từ 30 đến 40 mét và có trọng lượng từ 50 đến 80 tấn. Không có gì ngạc nhiên khi nhánh Loncosauria nổi tiếng và luôn được nhắc tên trong số các loại khủng long nặng nhất và lớn nhất từng bước đi trên hành tinh của chúng ta. Nơi sống và phân bố. Một số hóa thạch Argentinosaurus được tìm thấy ở Argentina thuộc tỉnh New Queen. Địa phương này hiện được gọi là hệ tầng Huincul của phân nhóm Riolimay và hiện tại là một phần của nhóm New Queen. Nơi này có thể là một hệ sinh thái khô cằn vào cuối kỷ vấn trắng khi loài Argentinosaurus còn sống. Nơi đây có lẽ từng đã có những dòng suối theo mùa hoặc phù du, bao gồm các sa thạch màu xanh lục và màu vàng được lắng động như một hệ thống thoát nước của hệ thống sông Ngòi. Nghĩa là một mạng lưới các kênh sông được ngăn cách bởi các hòn đảo. Mặc dù được coi là một hệ sinh thái có phần khô cằn, nhưng hệ tầng Huincul có vẻ ẩm ướt hơn hệ tầng Candeleros. Hệ tầng này đã hỗ trợ cho sự phát triển của các loài thực vật như rêu tảng, dương sĩ, rêu sừng, thực vật hạt trần và thực vật hạt kính. Hành vi và chế độ ăn. Vì Argentinosaurus là một loài khổng lồ nên có lẽ bạn đang thắc mắc nó di chuyển, tìm kiếm thức ăn và tốc độ như thế nào, phải không? Chắc hẳn việc đi lại thôi đã phải tốn rất nhiều năng lượng chứ đừng nói đến việc chạy. Các nhà khoa học tin rằng cổ của nó dài chính xác là để tiết kiệm năng lượng và hạn chế chuyển động toàn cơ thể. Kích thước lớn và chiếc cổ dài cho phép chúng ăn nhiều loại thực vật khác nhau, đặc biệt là những loài mà các loài động vật ăn cỏ khác không thể tiếp cận được. Việc thiếu khả năng nhai chỉ cải thiện kỹ thuật cho ăn tiết kiệm năng lượng. Các loài sauropod này cũng được cho là có khả năng lưu trữ thức ăn bên trong đường tiêu hóa của chúng trong thời gian dài hơn. Điều này sẽ hạn chế thời gian tìm kiếm thức ăn và bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Một nghiên cứu dựa trên mô phỏng máy tính sử dụng con khủng long nặng 80 tấn cho thấy nó có thể đạt tốc độ tối đa chỉ 7,2 km/h. Một vấn đề nan giải khác liên quan đến sauropod khổng lồ là tư thế cổ của chúng. Chính xác thì loài Argentinosaurus đã giữ chiếc cổ dài đáng kinh ngạc của mình như thế nào? Nó được giữ theo chiều dọc, chiều ngang hay uốn cong lên trên hay hướng xuống dưới. Nhiều hình minh họa cho thấy chúng luôn ngẩng cao cổ, nhưng nhiều nhà khoa học đặt câu hỏi về cách miêu tả này, cho rằng tư thế như vậy sẽ làm tăng nhu cầu của tim. Thật không may, vẫn chưa có giải đáp chính xác cho vấn đề nan giải này cho đến khi có những phát hiện khác trong tương lai. Vòng đời của Argentinosaurus. Giống như tất cả các loại khủng long sauropod khác, bao gồm cả Argentinosaurus, đều sinh sản bằng cách đẻ trứng. May mắn thay các nhà khoa học và những người đam mê khủng long, hành vi sinh sản của những gã khổng lồ này, đặc biệt là hành vi làm tổ, tương đối nổi tiếng nhờ các bãi tổ rộng lớn được phát hiện ở Batagonia, Argentina, nơi được cho là thuộc về loài Santasaurin. Có lẽ con cái đào hố trên mặt đất bằng hai chân sâu, nơi chúng đẻ trứng, sau đó chôn chúng cùng với thảm thực vật và đất. Những quả trứng được đẻ thành từng gỗ, bao gồm khoảng 25 quả trứng. Chúng khá nhỏ, với đường kính khoảng 11 đến 12 cm. Các nơi khác tiết lộ trứng và ổ của một loài sauropod đáng chú ý khác là Hypsilosaurus. Những phát hiện này đã làm sáng tỏ thêm về hành vi sinh sản và làm tổ của những loài khủng long này. Chúng lớn hơn nhiều so với những quả trứng được phát hiện ở Argentina, dài khoảng 25 cm và có thể tích là 5 lít. Mặc dù không tìm thấy nơi làm tổ của Argentinosaurus, nhưng các nhà khoa học cho rằng ít nhất một số chi tiết họ phát hiện được về loài sauropod khác có thể áp dụng cho chi này. Một số nhà khoa học ước tính rằng quả trứng có thể tích khoảng 1 lít. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc, làm thế nào mà những con khủng long khổng lồ này lại nở ra từ một quả trứng nhỏ như vậy phải không? Câu trả lời là các con sauropod mới nở nhỏ một cách bất thường.
Những con non của Argentinosaurus không dài quá 1 mét và nặng hơn 5 kg. Hơn nữa, chúng được coi là có thể tự bảo vệ mình sau khi nở. Các nhà khoa học đã kết luận điều này dựa trên số lượng trứng và ổ đẻ. Nói rằng bố mẹ không thể chăm sóc nhiều con non như vậy, nên chúng phải có khả năng tự chăm sóc bản thân. Đó là lý do tại sao tỷ lệ tử vong có thể cao hơn trong 20 hoặc 30 năm đầu tiên của chúng, cho đến khi chúng trưởng thành về mặt sinh dục. Mặc dù được nở ra và có một kích thước khá nhỏ, nhưng những con Argentinosaurus và các con sauropod khác đã phát triển và lớn lên nhanh chóng và có lẽ đã trưởng thành về mặt giới tính trước khi đạt kích thước tối đa. Tiến hóa và lịch sử. Argentinosaurus là một phần của nhánh Titanosauria, bao gồm các loại sauropod chiếm ưu thế nhất trong kỷ phân trắng. Titanosaur hiện được công nhận rộng rãi là có liên quan đến Euhelolobodidae và Brachiosauridae. Tuy nhiên, khi Argentinosaurus được phát hiện và mô tả vào năm 1993, Titanosauria vẫn chưa tồn tại. Các loài này là một phần của họ Titanosauridae, trong khi Argentinosaurus được xếp vào họ Andesauridae. Sau đó, họ Titanosauridae và Andesauridae được hợp nhất thành một nhóm cao hơn gọi là Titanosauria, nơi Argentinosaurus hiện giữ vị trí cơ bản hơn. Xa hơn trong cây phân loại, Argentinosaurus được tìm thấy trong nhánh Loncosauria, bao gồm các loại khủng long to lớn khác như Futaloncosauria và Patagotitan. Nhánh này được xác định là bao gồm tổ tiên chung gần đây nhất của Futaloncosaurus và Mendozasaurus. Nếu chúng ta quay trở lại thời điểm phát hiện ra loài Argentinosaurus, chúng ta sẽ đến vào năm 1987 ở tỉnh New Queen, khi Guillermo Heredia phát hiện ra một chiếc xương bê trong trang trại của mình. Sau đó, ông đã báo cho bảo tàng Carmen Funes về điều này và hoan nghênh các nhân viên của bảo tàng khai quật xương. Hai năm sau, các nhà cổ sinh vật học đã tổ chức một chuyến thám hiểm đến địa điểm này và tìm thấy một số bộ xương khác của cùng một loài vật. Những hóa thạch này sẽ trở thành các mẫu vật gốc của chi Argentinosaurus và loài duy nhất của nó là Argentinosaurus huinculensis. Tương tác với các loài khác. Hệ tầng Huincul rất giàu các loài sauropod Titanosaurian. Vì vậy, Argentinosaurus có lẽ không phải là loài khổng lồ duy nhất đi lang thang của Argentina thời tiền sử. Chocansaurus và Chucarosaurus là một loài thằn lằn hộ pháp có chung môi trường sống với Argentinosaurus, mặc dù chúng có thể nhỏ hơn một chút so với loài thằn lằn Argentina nổi tiếng. Các loài sauropod Rebbachisaurus cũng khá phổ biến và bao gồm Libesaurus và Cathasaura. Argentinosaurus có thể đã đối mặt với nhiều loài khủng long chân thú trong cùng một khu vực. Chúng ta có thể kể đến một số cái tên như Mabusaurus, Taurovinator. Bất chấp kích thước khổng lồ của nó, Argentinosaurus vẫn là con mồi của các loài khủng long ăn thịt đói khác. Nếu có bất cứ điều gì, kích thước cơ thể to lớn của chúng càng khiến chúng dễ bị săn mồi hơn vì nó làm giảm khả năng di chuyển nhanh chóng. Một loài khủng long chân thú được biết đến là đã săn các loài khủng long khổng lồ Argentinosaurus là Mabusaurus. Nó là một loài khủng long ăn thịt lớn dài từ 11 đến 12,2 mét và nặng 5 tấn. Nó là một loài săn mồi hung dữ, rất có thể đi săn cùng với các loài khủng long chân thú khác. Đó là lý do tại sao nó có thể ăn các loài sauropod khổng lồ. Một con Mabusaurus đơn lẻ cũng không thể giết được Argentinosaurus trừ khi nó bị thương hoặc hoàn cảnh có lợi cho kẻ săn mồi. Ý nghĩa văn hóa. Bên cạnh vai trò là điểm khởi đầu cho các mô tả về các loài sauropod và là chủ đề chính cho nhiều nghiên cứu khoa học, Argentinosaurus còn là một loài khủng long khá phổ biến đối với những người đam mê sinh vật thời tiền sử. Với thân hình khổng lồ của nó, chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Hiện nay, nó được miêu tả trong cuốn sách và phim tài liệu về loài khủng long. Argentinosaurus cũng đã xuất hiện trong Jurassic World The Game và Jurassic World Alive. Bạn có thể tìm xem nó ở các website khác mà tôi không biết. Nhưng chỉ cần nhớ là các mô tả trên các phương tiện truyền thông đôi khi có thể không chính xác. Mặc dù có hàng triệu sinh vật hấp dẫn trên trái đất đã tuyệt chủng hoặc thích nghi từ rất lâu trước khi loài người tiến hóa, vẫn có những khám phá hóa thạch về nhiều sinh vật tuyệt chủng này trong nhiều năm qua. Một trong những loài như vậy là Mabusaurus. Loài thú ăn thịt khổng lồ này thuộc họ khủng long Theropod vào thời điểm đó. Chúng thống trị các cảnh quan cổ xưa ở Nam Mỹ. Để hiểu đầy đủ về Mabusaurus và thế giới của nó, các nhà cổ sinh vật học đã ghép các bằng chứng rời rạc được tìm thấy trong hồ sơ hóa thạch. Thông qua các phân tích từ những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tái tạo lại cuộc sống và thời đại của Mabusaurus,
làm sáng tỏ vị trí của nó trong hệ sinh thái cổ xưa ở Nam Mỹ và sự tương tác của nó với các loài khác. Thông tin về Marbosaurus. Marbosaurus theo tiếng Hy Lạp nghĩa là thằn lằn trái đất. Tên của chúng bắt nguồn từ hai ngôn ngữ là Mapuche, bản địa của Patagonia ở Argentina và tiếng Hy Lạp. Đây là một chi khủng long theropod sống vào cuối kỷ phấn trắng vào cuối Cenomanian khoảng 97 đến 93 triệu năm trước. Ở khu vực ngày nay là Argentina và Chile, loài điển hình Marbosaurus rosea được đặt tên theo cả những tảng đá màu hoa hồng nơi tìm thấy hóa thạch. Marbosaurus là một loài khủng long chân thú khổng lồ dài khoảng 10 đến 12 mét, cao khoảng 3,2 mét và nặng khoảng 3 tấn, khiến nó trở thành một trong những loài khủng long chân thú lớn từng tồn tại. Nó nhỏ hơn Giganotosaurus, T-Rex và Spinosaurus, chỉ vượt qua Barbosaurus về chiều cao. Phân tích được thực hiện bởi Correa và Curry đã chỉ ra rõ rằng Barbosaurus nằm trong họ các Carodontosauridae. Các tác giả lưu ý rằng cấu trúc của xương đùi cho thấy mối quan hệ gần gũi hơn với Giganotosaurus hơn là các đơn vị phân loại có chung với các Carodontosaurus. Họ đã tạo ra một đơn vị phân loại đơn cạnh mới dựa trên mối quan hệ này. Phân họ Giganotosauridae được định nghĩa là tất cả các loại các Carodontosaurus gần với Giganotosaurus và Marbosaurus hơn là với các Carodontosaurus. Họ dự kiến được chi Tyrannotitan và Meraces vào phân họ mới này, chờ công bố những mô tả chi tiết hơn về các mẫu vật đã biết thuộc dạng đó. Các mẫu hóa thạch Marbosaurus. Dấu tích hóa thạch của Marbosaurus được phát hiện trong một lớp xương chứa ít nhất 7 cá thể ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Các nhà khảo cổ suy đoán rằng điều này có thể thể hiện sự tích tụ lâu dài, có thể là của xác chết đã cung cấp manh mối về hành vi săn mồi của Marbosaurus. Các khu vực được biết đến khác bao gồm Cleveland Cloyd do Allosaurus thống trị ở Utah, hóa thạch của Albertosaurus từ Alberta và hóa thạch Daspletosaurus từ Montana. Nhà cổ sinh vật học Rodolfo Correa thuộc bảo tàng Carmen Funes, trái ngược với bài báo đã xuất bản của ông trong một cuộc họp báo trước đó rằng tập hợp hóa thạch này có thể chỉ ra rằng Marbosaurus săn mồi theo nhóm hoặc là hợp tác với nhau để hạ gục những con mồi lớn, chẳng hạn như loài khủng long khổng lồ Argentinosaurus. Nếu vậy, đây sẽ là bằng chứng đáng kể đầu tiên về hành vi bầy đàn của các loài khủng long chân thú lớn ngoài Tyrannosaurus. Chúng ta vẫn chưa rõ là chúng đi săn mồi theo bầy có tổ chức như loài sói thường làm hay chỉ đơn giản là tấn công bình thường. Các nhà khoa học giải thích môi trường trầm tích của hệ thần Huon tại Canadon de Gato như một trầm tích kênh nước ngọt được hình thành bởi một dòng suối phù du hoặc theo mùa ở một vùng có khí hậu khô cằn hoặc bán khô cằn. Lớp xương này đặc biệt thú vị do sự khan hiếm tổng thể của xương hóa thạch trong hệ tầng Huon. Hóa thạch gốc được chỉ định cho chi và loài điển hình Marbosaurus rosea là loài có sống mũi phải biệt lập được đặt tên là MCFPVPX108.1. 12 mẫu vật phụ đã được chỉ định dựa trên các yếu tố xương bị cô lập bổ sung. Tổng hợp lại, nhiều yếu tố riêng lẻ được tìm thấy từ nền xương Marbosaurus đại diện cho phần lớn bộ xương. Nghiên cứu về Marbosaurus. Những gì được biết về Marbosaurus là nó là thành viên của các Carodontosauridae. Họ hàng của nó là Giganotosaurus, ở chỗ chúng phẳng và cong với một cạnh có răng gươm hoàn hảo để cắt xuyên qua thịt. Điều này trái ngược với những chiếc răng được tìm thấy ở Tyrannosaurus có hình nón và nhẵn. Một sự thích nghi phù hợp hơn với cắn xuyên qua xương. Bộ hàm khỏe mạnh của Marbosaurus được trang bị các cơ cho phép nó tạo ra một lực cắn đáng kinh ngạc. Theo một phân tích về các mẫu hợp sọ hóa thạch, lực cắn của Marbosaurus tương đương với lực cắn của loài cá sấu hiện nay. Giống như một số loài khủng long theropod khác, chi trước của Marbosaurus tương đối nhỏ hơn cơ thể của nó. Các chi trước kết thúc bằng những ngón tay có móng vuốt sắc nhọn, có thể dùng để giữ hoặc cố định con mồi. Chân sâu của nó đặc biệt ấn tượng, góp phần tạo nên tốc độ và sự nhanh nhẹn đặc biệt. Marbosaurus là một loài khủng long đi bằng hai chân và các chi sâu của nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, cho phép loài khủng long này đạt được tốc độ chạy ấn tượng. Nó có thể di chuyển nhanh chóng khắp địa hình nhờ cơ đùi, bắp chân và xương dài. Xương cẳng chân khỏe và thích nghi tốt để chịu đựng trọng lượng, đồng thời xương đùi dài hơn đáng kể, giúp sải bước dài hơn. Vào thời điểm tồn tại, loài khủng long này sinh sống và thống trị khu vực ngày nay là Argentina, đặc biệt là trong thành hệ Huon của lưu vực Neuquén. Khu vực này nằm ở khu vực Patagonian của Nam Mỹ, cung cấp những hiểu biết có giá trị về hệ sinh thái khủng long vào kỷ phấn trắng muộn.
Môi trường mà Barbosaurus sinh sống được đặc trưng bởi vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn, những dòng sông uốn khúc và thảm thực vật tươi tốt, khiến nơi đây trở thành môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật đa dạng. Vòng đời của Barbosaurus. Những con non này rất nhỏ và phụ thuộc vào sự chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ trong giai đoạn này. Giữa giai đoạn nở và non, Barbosaurus có thể đã trải qua những giai đoạn tăng trưởng vượt bậc với cấu trúc xương thay đổi để phù hợp với trọng lượng ngày càng tăng của chúng. Ngoài ra, ở giai đoạn vị thành niên này, loài khủng long trẻ có thể đã săn mồi một mình, ăn những động vật nhỏ hơn. Các cá thể Barbosaurus chủ yếu sống đơn độc trong giai đoạn này nhưng trở nên hòa đồng hơn khi chúng lớn lên. Khi những cá thể này đến tuổi trưởng thành, chúng trở thành những gã khổng lồ hùng vĩ của hệ sinh thái kỷ phấn trắng muộn. Là loài săn mồi đỉnh cao, Barbosaurus trưởng thành có thể nhắm đến những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ như Argentinosaurus, sử dụng hàm răng sắc nhọn và bộ hàm khỏe của chúng để xé thịt và tiêu thụ con mồi. Những con khủng long này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng bằng cách điều chỉnh quần thể động vật ăn cỏ. Ngoài ra, chiến lược săn mồi theo bầy của nó có thể góp phần vào thành công của nó trong việc hạ gục các con mồi lớn, nâng cao khả năng sống sót và thành công sinh sản của nó. Tương tác với các loài khác. Trong hệ sinh thái Nam Mỹ thuộc kỷ phấn trắng muộn, Barbosaurus chia sẻ môi trường sống với các loài ăn thịt lớn khác, chẳng hạn như Giganotosaurus và Carnotaurus. Những kẻ săn mồi đáng gờm này có khả năng cạnh tranh tài nguyên và lãnh thổ, dẫn đến sự tương tác phức tạp giữa các loài. Sự cạnh tranh giữa các loài săn mồi thường dẫn đến sự phân hóa thích hợp, trong đó mỗi loài chiếm một vai trò sinh thái cụ thể để giảm sự cạnh tranh trực tiếp. Hiểu được động lực của sự cạnh tranh giữa các loài có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự thích nghi và chiến lược tiến hóa của Barbosaurus. Mặc dù Barbosaurus là loài săn mồi lành nghề, nhưng nó cũng có khả năng tham gia vào việc nhặt xác. Là một trong những loài ăn thịt lớn, nó sẽ có cơ hội ăn xác của những kẻ săn mồi khác để lại hoặc sự diệt vong tự nhiên của loài khủng long ăn cỏ. Việc tiêu thụ xác thối không chỉ bổ sung cho chế độ ăn của Barbosaurus trong thời kỳ khan hiếm mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng ăn xác thối bằng cách cung cấp nguồn thức ăn có giá trị cho các sinh vật nhỏ hơn, chẳng hạn như động vật chân đốt nhỏ hơn và bỏ ăn xác thối. Tác động của ký sinh trùng là đáng kể trong thế giới tự nhiên và Barbosaurus không thể tránh khỏi điều đó. Theo dữ liệu hóa thạch, xương của loài săn mồi này có thể bao gồm giun đường ruột và các loại ký sinh trùng khác. Những ký sinh trùng này sẽ tác động đến sức khỏe và thể chất của Barbosaurus, làm suy yếu đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của nó. Ý nghĩa văn hóa. Việc phát hiện ra Barbosaurus vào đầu thế kỷ 21 là một bước đột phá trong giới nghiên cứu cổ sinh vật học, đã làm sáng tỏ sự đa dạng sinh học và động lực sinh thái của kỷ phấn trắng muộn. Do đó, mối quan hệ chặt chẽ với các loài khủng long chân thú khác, những phát hiện của Barbosaurus đã giúp các chuyên gia thu thập thêm về thông tin hành vi, động lực xã hội và sự tiến hóa của loài khủng long. Để bảo tồn và phổ biến thông tin về Barbosaurus, các bảo tàng và cơ sở giáo dục là rất cần thiết. Du khách có thể tìm hiểu về văn hóa của loài khủng long thông qua việc sử dụng các cuộc triển lãm, trưng bày tương tác và các hoạt động giáo dục giúp thế giới tiền sử trở nên sống động hơn. Các bảo tàng giúp công chúng hiểu rõ hơn về cổ sinh vật học và khuyến khích nhiều nhà khoa học hơn bằng cách trưng bày các hóa thạch, công trình tái tạo và những câu chuyện hấp dẫn. Barbosaurus không chỉ làm say mê các nhà khoa học mà còn trở thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Một số bộ phim như Working with Dinosaur và Planet Dinosaur có sự góp mặt của Barbosaurus nhằm mục đích giáo dục cho công chúng và khơi dậy niềm đam mê cũng như hứng thú về thế giới thời tiền sử. Các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, điêu khắc, văn học cũng đã kết hợp hình ảnh khủng long trong các loại hình nghệ thuật khác nhau của chúng. Ví dụ như nghệ sĩ đã tạo ra những hình minh họa, tác phẩm điêu khắc và tranh tường nổi bật mô tả hình dáng bên ngoài và hành vi săn mồi của các loài khủng long. Những mục đích giải trí, những tác phẩm sáng tạo này còn đóng vai trò là nền tảng để khám phá mối liên hệ giữa con người và quá khứ. Barbosaurus cũng đã trở thành đại diện cho bản sắc văn hóa ở khu vực tìm thấy hóa thạch của nó. Argentina được công nhận về di sản cổ sinh vật học rộng lớn, tôn vinh Barbosaurus như một lời nhắc nhở về quá khứ của nó. Apelisaurus là một loài khủng long ăn thịt. Chi này chỉ được biết đến từ một hộp sọ không hoàn chỉnh được phát hiện ở Argentina vào năm 1983. Chi này có một loài duy nhất là Apelisaurus cumahuensis, được đặt tên và mô tả vào năm 1985. Mặc dù hiện nay chúng được xếp vào họ Abelisauridae, nhưng nhiều nhà cổ sinh vật học vẫn tin rằng loài hàng làng vùng Abel trên thực tế là các Carnotaurus.
Những loài khủng long chân thú này có kích thước khá lớn, có lẽ là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của chúng. Hãy tưởng tượng rằng chỉ riêng hộp sọ của nó đã dài gần 1 mét. Như vậy, Abelisaurus có thể đã nhắm mục tiêu vào các loài động vật ăn cỏ đi lang thang trên khắp Argentina, thậm chí có thể là các loài sauropod lớn. Bạn có đang tò mò và muốn tìm hiểu về loài khủng long này? Nếu có thì hãy tiếp tục theo dõi video nào. Abelisaurus chỉ được biết đến từ các khóa thạch hộp sọ. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học tập trung nghiên cứu chủ yếu vào việc phát thảo hình thái hộp sọ. Do đó, bộ xương sau sọ của nó ít được biết đến. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phát thảo và diện mạo có thể dựa trên những gì đã biết về các thành viên khác trong họ Abelisauridae. Phải ước tính rằng Abelisaurus có hộp sọ dài khoảng 85 cm. Nó có những đường gờ gồ ghề đặc biệt phía trên mắt và trên mõm. Điều này làm cho chi này nổi bật so với các loài Abelisauridae khác. Chúng có màu xương hoặc sừng thay vì gờ. Hơn nữa, các nhà khoa học không loại trừ khả năng những đường này hỗ trợ một loại màu keratin. Nó có thể bị mất trong quá trình hóa thạch. Giống như những loài khủng long khác, Abelisaurus có hốc mắt lớn nhằm mục đích giảm trọng lượng hộp sọ. Trong khi hầu hết các hộp sọ của khủng long chân thú đều có mõm thon, thì Abelisaurus và các loài cùng họ khác lại có mõm cùng. Các nhà khoa học có thể ước tính chiều dài và trọng lượng cơ thể của Abelisaurus dựa trên chiều dài hộp sọ. Một số đề xuất chiều dài từ 10 đến 11 mét và trọng lượng là 3 tấn. Trong khi những loài khác giảm những con số này xuống 7,2 đến 7,4 mét và nặng 1,65 tấn. Chiều cao ước tính là 2,1 mét. Abelisaurus được biết là có chi trước 4 ngón. Có lẽ là nó bước đi với những cánh tay giữ thẳng vì khớp khuỷu tay của nó không linh hoạt. Mặt khác, các loài Abelisauridae khác như Nuasaurus đã tiến hóa để có chi trước và ngón tay dài hơn và linh hoạt hơn. Do đó, vì không có chi trước nào của Abelisaurus được phục hồi, nên không hoàn toàn chắc chắn về hình thái chi của nó. Có một số nghiên cứu gần đây cho rằng Abelisaurus là một loài Alcasaurus garidoi. Nếu điều này là đúng thì mẫu vật được sử dụng để mô tả loài này nhỏ hơn nhiều. Và nếu xét theo chiều dài cơ thể của nó thì chi trước cũng dài hơn. Tuy nhiên, tính đồng nghĩa vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn. Vì vậy, những giả định này một lần nữa vẫn chỉ là những giả định. Vẫn chưa biết chính xác khóa thạch của Abelisaurus đã được phục hồi từ đâu. Một số nguồn liệt kê nó thuộc về thành hệ Arlen, trong khi những nguồn khác đề cập rằng hộp sọ đã được phục hồi từ thành hệ Anacleto. Xem xét rằng không có nhân chứng nào có mặt tại địa điểm này còn sống, thật khó để hiểu rõ lãnh thổ nào được coi là quê hương của nó. Điều này có thể ảnh hưởng đến phạm vi thời gian của Abelisaurus vì thành hệ Arlen có niên đại từ 73 đến 69 triệu năm trước, trong khi thành hệ Anacleto có niên đại từ 83 đến 74,5 triệu năm trước. Tuy nhiên, hai hệ tầng này có lẽ là môi trường tương tự nhau. Chẳng hạn như sông ngòi, hồ nước, khí hậu có thể đã ấm áp hơn ngày nay, mặc dù xu hướng mát mẻ đã xảy ra. Abelisaurus là loài ăn thịt đi bằng hai chân. Giống như các loài khủng long chân thú khác, nó có thể là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của nó. Các nhà khoa học cho rằng Abelisaurus ăn các loài sauropod như Barosaurus, Neuquinosaurus và Antarctosaurus. Nó cũng có thể là một kẻ nhặt xác, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Một số nguồn đề cập rằng Abelisaurus khá đơn độc nhưng cũng không từ chối săn bắt heo nhóm nếu có cơ hội. Chiến lược săn mồi này có thể đạt hiệu quả cao nếu nó săn những loài sauropod lớn như Barosaurus hoặc Antarctosaurus có chiều dài đạt tới 17 đến 18 mét vì mắt của nó không hướng về phía trước như một số loài Tyrannosaurus, nên Abelisaurus có lẽ không dựa nhiều vào thị lực của mình để bắt mồi. Thay vào đó, nó có thể là loài chạy nhanh vì các chi của nó có thể đủ khỏe để đạt được tốc độ tối đa. Nếu các chi sau của Abelisaurus giống như chi của Carnotaurus, thì nó có thể đạt tốc độ từ 48 đến 56 km/h. Ngoài những chi tiết này, người ta còn biết rất ít về hành vi, lối sống, cũng như là những con mồi của loài khủng long chân thú Abelisaurus này. Giống như các loài khủng long khác, thì nó sinh sản bằng cách đẻ trứng. Nhiều nghiên cứu cho rằng con cái có thể đẻ hai quả trứng trong cùng một lúc. Ngoài ra, con cái có lẽ là có hệ thống giống cá sấu, đóng vai trò là nơi lưu giữ trứng chờ thụ tinh. Vẫn chưa biết liệu Abelisaurus có ấp trứng hay không, nhưng hành vi này đã được xác nhận ở ít nhất một số nhóm khủng long chân thú. Nếu quá trình này xảy ra, nó có thể kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Nhiều loài khủng long con được biết đến là thuộc loại tiền xã hội, có nghĩa là chúng khá phát triển và có thể tự bảo vệ mình trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ sau khi nở. Các nghiên cứu về sinh sản và tăng trưởng của Abelisaurus cho thấy chúng phát triển chậm hơn so với các loài khủng long chân thú khác. Một số cần khoảng 20 năm để đạt được kích thước tối đa. Được biết, mặc dù phát triển tốt khi mới nở, nhưng các loài tiền xã hội này vẫn phát triển chậm hơn nhiều trong suốt cuộc đời và trưởng thành về mặt sinh dục muộn hơn so với các loài khác.
họ Apelisauridae được xếp vào nhóm khủng long chân thú Ceratosauria, xuất hiện vào đầu kỷ Jura. Khi chúng được tiến hóa và đa dạng hóa, Ceratosaur cạnh tranh với các loài Titanosaurus chuyên biệt hơn. Apelisaurus cumahuensis là loài điển hình của họ Apelisauridae. Cả hai đều được đặt tên để vinh danh Roberto Abel. Hiện tại, người ta tin rằng vị trí cơ bản nhất của họ Apelisauridae thuộc về eo Apelisaurus, sinh sống ở Argentina khoảng 179 đến 178 triệu năm trước. Như vậy, Apelisaurus cách xa loài Apelisaurus lâu đời nhất gần 100 triệu năm. Họ Apelisauridae bao gồm hai nhóm khủng long Carnotaurinae và Machangasaurinae. Apelisaurus là một phần của chi trước đây và được xếp tiếp vào chi Furileosauria và Carnotaurinae. Ngoài ra, một nhóm riêng biệt gọi là Apelisaurinae được thành lập để bao gồm Apelisaurus và Alcasaurus có thể là một. Hóa thạch của Apelisaurus được đưa vào vũ trụ cổ sinh vật học vào năm 1983 khi Robert Abel phát hiện ra một hộp sọ không hoàn chỉnh ở mỏ đá Lago Pellegrini. Robert Abel cũng là giám đốc của bảo tàng tỉnh Carlos Almagro của Argentina, nơi hộp sọ Apelisaurus hiện đang được trưng bày. Năm 1985, Fernando Emilio Novas và Jose Bonaparte đã sử dụng hộp sọ hóa thạch để đặt tên cho chi và loài Apelisaurus cumahuensis. Gregory Scopo cho rằng Alcasaurus là một loài Apelisaurus cỡ trung bình được phát hiện ở hệ tầng Anacleto, đồng nghĩa với Apelisaurus. Hóa thạch của loài khủng long chân thú này quả thực có nhiều điểm chung, nhưng chúng vẫn được phân loại thành các đơn vị phân loại riêng biệt. Kể từ khi phát hiện ra Apelisaurus, các nhà cổ sinh vật học đã phục hồi được nhiều chi Apelisaurus khác được biết đến từ những bộ xương hoàn chỉnh hơn. Apelisaurus có nhiều đặc điểm giống với các Carnotaurinae và một số nghiên cứu cho thấy trên thực tế, nó có thể là một dẫn xuất các Carnotaurinae còn tồn tại muộn. Họ cho thấy rằng những khám phá hóa thạch trong tương lai sẽ chứng minh lý thuyết này. Cho đến lúc đó, Apelisaurus vẫn là một Apelisaurus. Argentina và cuối kỷ vân trắng có rất nhiều loài khủng long, bao gồm các loài sauropod, Ornithischians và theropod, các loài cá sấu như Gasparinisuchus và Perosaurus, rắn như Dinilicia và rùa. Và rùa như Proke, Lidella và Yamiduechilis cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, Apelisaurus có lẽ không hề để ý đến cá sấu hay rắn. Nó khá tập trung vào các loài động vật ăn cỏ có thể dùng làm bữa ăn. Quần thể khủng long ăn cỏ của hệ tầng Anacleto được đại diện bởi các loài sauropod và Ornithischians. Các loài khủng long ăn cỏ lớn nhất có thể là Antarctosaurus và Barosaurus. Chúng lớn gấp đôi so với Apelisaurus. Vì vậy, loài khủng long ăn thịt này có thể phải vật lộn một chút để khuất phục chúng. Nếu Apelisaurus đi săn mồi theo bầy, chúng sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn sauropod khổng lồ cao hơn. Mặt khác, đừng quên rằng phạm vi thời gian của Apelisaurus vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Vì vậy, nó có thể không vượt qua được tất cả các loài khủng long ăn cỏ được đề cập ở trên. Argentina là quê hương của các loài khủng long ăn thịt khác ngoài Apelisaurus. Loài này có thể đã gây ra sự cạnh tranh nhất định về thức ăn. Nếu Apelisaurus được phục hồi từ thành hệ Allen, nó có thể đã có cuộc sống thú vị hơn nhiều. Vì lãnh thổ này có nhiều sinh vật thời tiền sử hơn, nó từng là ngôi nhà của ếch, động vật cơ vú, thằn lằn đầu rắn, thằn lằn bay và các loài cá khác nhau. Apelisaurus là loài Apelisaurus đầu tiên được đặt tên và mô tả, vì vậy tầm quan trọng của nó trong giới cổ sinh vật học là không thể chối cãi. Xem xét rằng mô tả dựa trên một hộp sọ không hoàn chỉnh, chúng ta không thể phủ nhận thực tế là các nhà khoa học đã làm rất tốt trong việc phát thảo các đặc điểm hành vi, lối sống và sở thích săn mồi đặc biệt của nó. Không cần phải nói, những khám phá cổ sinh vật học mới là điều cốt yếu để tìm hiểu thêm về loài khủng long chân thú thời kỳ phấn trắng muộn này ở Argentina. Thật may mắn cho những người đam mê khủng long, các hộp sọ nguyên bản của Apelisaurus đang được trưng bày tại bảo tàng tỉnh Carlos Almagro. Bảo tàng này nằm ở thành phố Cipolletti thuộc tỉnh Rio Negro của Argentina. Nếu các bạn đang có ý định du lịch đến Argentina thì đừng ngần ngại xem qua những hóa thạch có niên đại gần 100 triệu năm tuổi này. Vừa rồi chúng ta đã đến với những loài khủng long thống trị Nam Mỹ nổi tiếng nhất. Sắp tới sẽ có thêm các series về các loài thống trị các châu lục khác. Các bạn có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video nào nhé. Nếu có góp ý hay có thông tin cần đến chính, các bạn có thể để lại ở phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.